Mèo tai cụp chân ngắn Scottish giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Mèo Scottish FOLD hay mèo tai cụp là dòng thú kiểng rất được ưa chuộng tại các nước phương Tây bởi vẻ ngoài đáng yêu, giá thành cũng rất hợp lý. Tuy nhiên loài này tại Việt Nam số lượng còn ít nên vẫn chưa nhiều người được tiếp cận. 1. Nguồn ốc mèo tai cụp Scottish FOLD. Mèo tai cụp Scottish FOLD ra đời từ sự đột biến về hệ gen tự nhiên. Chính vì sự đột biến này đã khiến những đôi tai của chúng bị cụp, đây cũng chính là điểm đặc biệt của Scottish Fold. Năm 1960, những em Scottish Fold đầu tiên xuất hiện tại trang trại của người chăm cừu tên William Ross, sinh sống tại tay sai đất nước Scotland. Sau đó, chúng được lai like với một số giống mèo của Mỹ và mèo Anh lông ngắn để chúng có những chiếc tai cụp đặc biệt như ngày nay. Vào những năm 1970 nhất là vào năm 1978, Scottish FOLD đã được nhân rộng và nuôi phổ biến tại khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Ngày nay, số lượng mèo tai cục không nhiều những chúng vẫn được xếp vào danh sách những loài thú cưng được yêu thích nhất trên thế giới. 2. Ngoại hình mèo tai cục chân ngắn Dòng Scottish FOLD khi trưởng thành có thân hình tương đối mũm mĩm, phần thân dài hơn so với chiều cao. Phần đầu rất tròn, to, khiến cho gương mặt của chúng trông ngộ nghĩnh, dễ thương hơn. Đôi mắt to tròn thường có màu xanh xám, xanh đen, xanh ngọc bích, xanh dương, màu khói. Đôi tai không phải tất cả đều cụp, vẫn có những con đặc biệt tai thẳng. Bộ lông được chia thành hai dạng là lông dài và lông ngắn, thường có màu xám, silver. Chiếc đuôi rất dài, to, thẳng được phủ một lớp lông dày, mềm, mượt như những bông hoa lau 3. Đặc tính mèo tai cụp. Mèo tai cụp Scottish được xếp vào loài thú kiểng vô cùng thân thiện với con người, chúng rất hiền lành và luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Đặc biệt Chúng rất hòa đồng với các động vật khác cũng như thích chơi đùa cùng với trẻ con. Scottish rất hiếm khi cào nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi để chúng chơi cùng đám trẻ. Mèo tai cục với thân hình nhỏ bé, cân nặng dao động từ 3,5 kg, bạn hoàn toàn có thể nuôi chúng trong môi trường chật hẹp như căn hộ. Ngoài ra, một đặc tính xấu của loài động vật này là chúng rất lười vận động, dễ mắc bệnh béo phỉ. 4. Phân loại mèo Scottish Fold Loài mèo này được phân loại theo hai yếu tố là theo bộ lông và những chiếc tai. Nếu dựa vào bộ lông sẽ được chia thành hai loại, lông ngắn và lông dài. Tuy nhiên, Scottish FOLD thường được chia theo hình dáng đôi tai, tai cụp và tai thẳng. Tùy thuộc vào phả hệ ông bà, cha mẹ thì tỷ lệ mèo tai cụp sẽ có tỷ lệ dao động 60-80%. Mèo Scottish khi sinh ra cũng có đôi tai thẳng, nhưng từ 3-6 tuần tuổi đôi tai của chúng mới bắt đầu cụp xuống. Singer EG FOLD Dòng này có đôi tai ngả ra phía trước và hơi vểnh với một đường gấp khúc ở sụn tạo thành hình chữ L. Những em mèo này thường có giá bán không cao vì đôi tai này được coi là cục lỗi. Single FOLD. Dòng này có đôi tai cụp nhưng không sát với đầu với một đường gấp khúc ở sụn tạo thành chữ V. Những em thuộc dòng này thường được dùng để phối giống cùng với mèo tai thẳng để cho ra dòng double và triple. Double FOLD. Đôi tai cụp nằm sát với đầu với ba đường gấp ở xương sụn tai tạo thành hình chữ V kép. Có khi không nhìn thấy tai của chúng. Chippo FOLD, đôi tai của dòng này cụp ở mức trung bình, tai cũng có 3 đường gấp ở sụn. Đây là dòng đạt chuẩn nhất trong các dòng mèo tai cụp Scottish FOLD. Những em này thường có giá thành cao và chỉ Chippo FOLD mới được tham dự các chương trình kết sâu. 5. Mèo Scottish FOLD tai cụp ăn gì? Thực tế, mèo thường kén thức ăn hơn là chó, thường chỉ thích ăn cá và rau. Tuy nhiên nếu chỉ ăn hai món ăn này sẽ không đủ dinh dưỡng phát triển. Chính vì vậy, ngay từ bé các bạn cần luyện cho chúng một chế độ dinh dưỡng hợp lý bổ sung thêm thịt heo, thịt gà và các loại thức ăn khô. Bên cạnh chất dinh dưỡng thì cũng cần lưu ý đến số lượng bữa ăn của chúng. Từ 0-4 tuần đầu, giai đoạn này phải được nuôi 100% bằng sữa mẹ, tuyệt đối không được cho thêm thức ăn khác. Từ tuần 5-10, trong giai đoạn vừa cai sữa, bạn nên để mèo ăn lượng thức ăn ít nhưng chia thành nhiều bữa, ngay khoảng 5-6 bữa. Từ tuần 10-15, thời điểm này mèo đã phát triển đầy đủ nên lượng thức ăn trong các bữa ăn tăng lên và giảm số lượng bữa ăn xuống 4 bữa ngày. Từ tuần 15 trở đi, có thể cho mèo ăn 3 bữa ngày và vẫn phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Vì mèo khi trưởng thành sẽ tiêu tốn ít 250 calo cho các hoạt động thể chất và phát triển. 6. Chăm sóc mèo tai cụp Scottish Fold. Thực tế thì dòng thú cưng này có sức khỏe đường ruột vô cùng tốt, hiếm khi mắc bệnh. Bởi vậy Quá trình chăm sóc khi nuôi cũng tương đối dễ dàng, chỉ có một số vấn đề nhỏ bạn cần lưu ý như. Bệnh thường gặp. Vấn đề đường ruột không cần lo ngại nhưng mèo Scottish lại rất dễ mắc các bệnh liên quan đến xương sụn. Chứng bệnh này có tên là Osteochondrodysplasia, có thể dẫn đến hiện tượng suy viêm xương khớp khi còn nhỏ. Nếu mắc phải chứng bệnh này thì mèo sẽ bị xương tại các khớp, khó khăn đi lại nguy hiểm hơn là liệt. Chính vì vậy, khi nuôi Scottish bạn nên đưa chúng đi tiêm phòng ngay từ nhỏ. Chăm sóc lông Bộ lông của mèo Scottish rất dễ chăm sóc, hàng ngày bạn chỉ cần chải một lần để loại bỏ lông rụng. Đồng thời, tiến hành tắm 2 tháng lần để loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn. Lưu ý, nên sử dụng các loại dầu tắm chuyên dụng để khử mùi hôi triệt để và phòng ngừa nguy cơ giận, ve ký sinh. 7. Mua, bán mèo tai cục ở đâu tại Hà Nội, Hồ Chí Minh Trên thị trường mèo Scottish tại Việt Nam còn khá hiếm, nguồn hàng thường từ các trại phối giống ở Việt Nam và nhập khẩu thuần chủng từ Thái Lan. Để mua mèo tai cụp chân ngắn bạn phải liên hệ với các trại phối giống trước để đặt hàng và lựa chọn. Nếu không có thời gian di chuyển thì bạn nên tới các trại phối giống ở Hà Nội, Hồ Chí Minh để có được một em Scottish đẹp, giá rẻ ưng ý nhất. 8. Mèo tai cụp giá bao nhiêu tiền rẻ nhất? Tùy vào nguồn gốc, độ thuần chủng, đặc tính, hình dáng tai, bộ lông mà giá bán của mỗi chú em sẽ có sự khác biệt nhất định. Cụ thể, mèo nhân giống ở Việt Nam. Dòng này sẽ có mức giá rẻ phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của đại đa số người dân Việt Nam. Chi phí thường dao động từ 4-6 triệu đồng bé, tuy nhiên chất lượng gen và mức độ thuần chủng là không cao. Mèo nhập từ Thái Lan Những em này có giá thành cao hơn so với giống tại Việt Nam, dao động từ 8-14 triệu đồng bé, tùy thuộc vào độ cục của, của tai. Thông thường, những người nuôi mèo thường chọn dòng nhập khẩu từ Thái Lan để đảm bảo về giống, giá cũng thấp hơn nhập từ châu Âu. Mèo nhập từ châu Âu Dòng này rất hiếm, chỉ những đơn vị có tiềm lực tài chính dồi dào mới nhập về để nuôi và nhân giống. Dòng này có giá tương đối cao, dao động từ 2.000-2.500 đô la Mỹ bé. Giá thành cao nhưng lại đảm bảo tuyệt đối về độ thuần chủng, gen và sức khỏe. Ngoài ra, trên thị trường thú cảnh Việt Nam còn bán mèo Scottish tai thẳng với mức giá rẻ chỉ khoảng 500k-1500k bé. Để phòng ngừa rủi ro thì bạn nên mua mèo tai cục khi chúng đã được trên 5 tuần tuổi bởi đây là giai đoạn bạn có thể nhìn rõ được phần tai cục và độ gấp khúc của chúng